Chỉ cần đặt vật này lên bàn thờ ngày rằm mùng 1, dù đang nghèo sơ sát cũng giàu lên chóng mặt, tiền bạc ùn ùn về ngập két. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. À, quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy học, bàn thờ là nơi linh thiêng, quy tụ tài lộc và cũng là cái yếu tố quyết định đến tiền bạc của cái trong một gia đình có thịnh vượng, phát tài phát lộc hay là không. Chính vì vậy, cái việc lựa chọn các lễ vật để thắp hương trên ban thờ luôn là cái mối quan tâm chung của rất nhiều người, đặc biệt là các gia chủ coi trọng cái việc lễ bái, cái việc thờ cúng. Vậy thì trên ban thờ nên bài trí như thế nào để tiền bạc ùn ùn kéo đến, làm việc gì cũng được thuận buồm xuôi gió? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chỉ cần đáp ứng vật này lên ban thờ, đang nghèo khó bỗng trở nên giàu có bất thình lình, giàu nhanh chóng mặt, tiền bạc ùn ùn chui vào ví. 1. Hoa sen không phải tự nhiên mà hoa sen được phong là quốc hoa. Ngoài cái vẻ đẹp thanh khiết, loài hoa này còn gắn liền với nhiều cái điển tích cổ điển của nhà Phật. Có hương thơm thanh thoát, dễ chịu, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Là một trong những yếu tố khiến cho hoa sen trở nên cái loài hoa quý, trở thành cái loài hoa lý tưởng trong cái việc thờ cúng và mang lại cái may mắn, tài lộc cho gia chủ. Hoa sen từ trước đến nay luôn là cái cảm hứng bất diệt cho thi ca và nghệ thuật của người dân phương Đông. Hoa sen là cái biểu tượng cho sự hoàn hảo đến tuyệt đối và cho sự lãng quên đi quá khứ. Hoa sen mọc trong bùn nhưng vẫn vươn lên khỏi nó để với tới cái ánh sáng mặt trời nên thường được coi là biểu tượng cho sự thanh khiết, không bị vấy bẩn gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chính nhờ cái vẻ đẹp thanh khiết cũng như là cái hương thơm ngát không vương cái mùi hôi tanh, hoa sen là loài hoa rất được ưa chuộng dùng trong phong thủy. À, theo Đông y thì tất cả các thành phần của sen từ rễ sen, hoa sen, lá sen đều có tác dụng chữa bệnh. Do đó, trong phong thủy, hoa sen mang lại cái ý nghĩa cho gia chủ sức khỏe dồi dào, lành mạnh, không bị bệnh tật và tạo nên cái sự hài hòa, sang trọng cho ngôi nhà của các bạn. Thứ hai là quả lựu. Bởi vì quả lựu có chứa nhiều hạt vọng nước và ngon nên là nó tượng trưng cho khả năng sinh sản, được coi là cái biểu tượng hóa giải thúc đẩy vận may về con cái. Ở trong phong thủy với những cặp vợ chồng hiếm muộn thì trái lựu được coi là một cái loại thuốc có khả năng giúp cho cặp vợ chồng mau chóng sinh con quả lựu tượng trưng cho hạnh phúc trong gia đình và cái sự may mắn cho con cháu của một người các chuyên gia tư vấn về phong thủy thường tư vấn cho các cặp vợ chồng mới cưới thì nên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật có gắn với hình quả lựu để thu hút cái vận may về chuyện con cái và từ đó sẽ sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh ngoan ngoãn thông minh học giỏi thứ ba là quả đào À, thưa quý vị đào là một trong những cái biểu tượng trái cây phong thủy phổ biến nhất nó biểu tượng cho cái sự bất tử bất diệt đào cũng được biết đến trong cái phong thủy như một loại quả thiên đường vì nó nổi bật trong nhiều cái truyền thuyết của Trung Quốc cổ đại kể về các vị thần bất tử đào có liên quan đến sự giàu có sức khỏe sự phong phú và tuổi thọ trái đào cũng được biết đến như là một cái biểu tượng phong thủy của tình yêu và hôn nhân ở Trung Quốc thì tình yêu may mắn thì cũng được gắn liền với hình tượng của trái đào bốn là cóc ngậm tiền à, thưa quý vị cóc ngậm tiền hay còn có cái tên khác gọi là thiềm thử cóc ba chân cóc phong thủy hay là cóc tài lộc đây là một trong những cái linh vật phong thủy khá được nhiều người sử dụng hiện nay trong cái việc để chiêu tài lộc chiêu cái tiền tài à, theo truyền thuyết thì cóc ngậm tiền hay còn gọi là thiềm thử được tiên ông lưu hải gọi là thu phục đúng không ạ và mỗi dịp trăng tròn thì cóc ngậm tiền ở gần nhà ai ấy thì sẽ nhận được nhiều cái tin tốt lành đặc biệt đó là có nhiều tiền tài và tài lộc sở hữu cái vật phẩm phong thủy cóc ngậm tiền sẽ giúp cho gia chủ chiêu mời cái tài lộc nó cũng giúp cho gia đình chúng ta hóa giải được những điều không may mắn trong công việc cũng như là trong sự nghiệp đặc biệt khi đặt cóc phong thủy trong nhà thì cũng giúp cho con cái cái việc học hành và thi cử được may mắn và tài lộc hơn đặt cóc ngậm tiền trong nhà cũng giúp mang tới cái nguồn năng lượng tốt cho gia chủ ngăn chặn cái khí dữ và mang tới cái sự bình an cho gia chủ cũng như là mọi người trong gia đình với nhiều cái ý nghĩa phong thủy tuyệt vời như vậy thì chắc chắn cái cốc thiềm thử sẽ được sử dụng rất nhiều trong các gia đình, đặc biệt là trên ban thờ thần tài. À, tuy nhiên, để phát huy được công dụng của nó thì cốc ngựa tiền phải được đặt đúng vị trí phong thủy. Nếu mà đặt không đúng thì sẽ rất dễ làm cho tài sản bị thất thoát, bị hao mòn. Các bạn nên đặt phong thủy quay vào phía trong ban thờ thần tài với ý nghĩa là cốc mang tài lộc nhả vào ban thờ thần tài và thần giúp cho thần tài giữ gìn cái tài lộc và may mắn. Tuyệt đối không đặt cốc ngậm tiền hướng ra ngoài vì như thế, cóc sẽ nhả tiền ra bên ngoài và không có tài lộc cho gia chủ. À, có nhiều cái quan điểm rằng sáng đặt cóc gậm tiền hướng ra ngoài và chiều tối thì đặt cóc ngậm tiền hướng vào trong nhà thì điều này hoàn toàn là sai lầm. Vì cóc tiền thử chỉ có nhiệm vụ là nhả tiền chứ không có nhiệm vụ đi kiếm tiền. Vì bản chất của cóc ngậm tiền là đã ngậm tiền tài lộc rồi thì nên quay vào trong để cóc luôn nhả tài lộc, nhả tiền tài cũng như là giữ tài lộc cho cả gia đình thứ năm là quả phật thủ. À, thưa quý vị và các bạn, trong những cái năm gần đây thì quả phật thủ đã trở thành một loại quả được nhiều người ưa chuộng lựa chọn để sắp xếp trên ban thờ gia tiên vào ngày rằm, ngày mùng 1 hoặc những những ngày lễ đúng không ạ? Quả phật thủ thường được đặt ở trung tâm và ở cái vị trí cao nhất của cái mâm ngũ quả. À, theo quan niệm của người xưa, ấy, phật thủ là loại quả dùng để thờ Phật và gia tiên vì cái mùi thơm quyến rũ của nó tác dụng lưu giữ thần Phật và gia tiên lưu lại trong nhà lâu hơn để phù hộ cho con cháu cũng như là cho gia chủ. Ngay cả tên gọi của loại trái cây này thì cũng thể hiện được cái sự nâng đỡ, sự che chở của Phật dành cho cả gia đình, giúp mang lại nhiều cái sự bình an và may mắn cho gia đình. 6 là hoa cúc vàng. Ở à, trong cái việc lựa chọn cái hoa dâng cúng thì nên chọn những loại hoa có màu sắc liên quan đến nhà Phật như là màu vàng, màu đỏ. Hoa cúc vàng chính là cái sự lựa chọn hoàn hảo, không chỉ mang lại cái ý nghĩa tâm linh hoa cúc vàng với cái màu sắc tươi sáng còn có ý nghĩa phong thủy khi mà làm cho màu sắc đại diện cho hành kim liên quan trực tiếp đến kim tiền. Ở à, trong phong thủy thì hoa cúc biểu trưng cho cái cuộc sống thanh bình, cân bằng cái sắc màu của ánh mặt trời đỏ cho trang. Hoa cúc thì mang trong mình cái nguồn năng lượng dương mạnh mẽ, vì thế nó thường được sử dụng để thu hút cái sự may mắn cho gia chủ cũng như là các thành viên trong gia đình. Thứ bảy, hoa huệ trắng. Hoa huệ trắng nó mang cái vẻ đẹp ngay thẳng với những cái nụ hoa nhỏ vây quanh cành Nên hoa huệ là tượng trưng cho cái sự sung túc, tượng trưng cho sự no đủ Dù hoa huệ có rất nhiều chủng loại với nhiều cái màu sắc khác nhau Nhưng mà chúng ta cũng chỉ nên dùng cái hoa huệ trắng để dân cúng Là cái loại hoa thanh tao, có tên đẹp, ý nghĩa đẹp Thế nên chỉ cần đặt cái loại hoa này lên bàn thờ Thì bề trên sẽ luôn phù hộ độ trì cho gia đình, bạn được nhiều phúc lộc, được tiền tài danh vọng Thứ 8 là cây bạch mã hoàng tử thì rất thích hợp đặt trong cái không gian thờ cúng. Cây hấp dẫn ngay từ cái tên gọi bạch mã hoàng tử. Không ít người tìm mua một chậu cây bạch mã hoàng tử vì cái tò mò, vì cái tên gọi của cây và cái cây này cũng khá là dễ chăm sóc. Cây bạch mã hoàng tử được xem là loài cây có biểu trưng cho sự ngay thẳng, sự quang minh chính đại trong con người. Cây được cho là thích hợp hơn với những người mang mệnh mộc và mệnh hỏa cái màu xanh của cây khi đặt cạnh ban thờ sẽ là tăng cho cái không gian thờ được trang nhã và không kém cái phần cuốn hút và hấp dẫn à, thân cây màu trắng như một con ngựa điểm những cái chiếc lá màu xanh bên trái khiến cho nhiều người yêu okay cây trồng phải trầm trồ khen ngợi cây bạch mã hoàng tử là một trong những cái lựa chọn phong thủy hàng đầu khi mà quý vị lựa chọn cây cảnh đặt trong phong thờ để giúp tăng thêm cái sự linh thiêng của không gian thờ cúng cũng như là chiêu mời thực tài lộc và may mắn đến với gia chủ À, thưa các bạn, theo truyền thống văn hóa từ nhiều đời nay thì hầu như trong mỗi gia đình Việt Nam đều có bàn thờ được lập để cúng ông bà tổ tiên để tỏ lòng tưởng nhớ đến những người đã khuất. Tuy nhiên, không phải thứ gì cũng có thể đặt lên bàn thờ. Trước khi trưng bày bất kỳ cái vật gì lên bàn thờ thì các bạn cần phải xem xét kỹ lưỡng bởi có những cái vật không thích hợp đặt lên bàn thờ. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái vận trình tài lộc của gia chủ, sẽ khiến cho gia đình lụng đục, kém an vui, khiến cho cái phúc đức của gia đình bị tổn hao. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu xem đó là những cái vật dụng nào. Thưa quý vị, ban thờ gia tiên là nơi vô cùng linh thiêng, được rất nhiều gia đình chăm chút một cách kỹ lưỡng. Chính vì vậy, ngoài cái việc lau dọn bàn thờ và sắp xếp vào các dịp rằm hoặc là lễ Tết, đấy, cùng các thứ như là bánh kẹo, hoa quả, mứt trái cây vân vân để sao cho thật đẹp mắt. Để cúng ông bà tổ tiên, chúng ta cũng không nên tùy tiện đặt mọi thứ lên bàn thờ. Có một số vật đặt lên bàn thờ sẽ mang lại cái phong thủy xấu, nếu không muốn gia đình kém may mắn, thậm chí là gặp hạn trong những cái năm năm mới thì các gia chủ cần phải loại bỏ chúng ngay ra khỏi bàn thờ. Một là tiền bạc cũ từ năm này qua năm khác. À trong quan niệm của dân gian chúng ta, nếu để tiền vàng còn dư vào cuối năm mà quên không hóa thì công việc của năm cũ, năm mới sẽ bị ngừng trệ, khó khăn, các thành viên trong gia đình sẽ kém tài lộc trước hết nếu gia đình có thói quen bày tiền vàng ở trên ban thờ thì cuối năm sau khi làm cái lễ cúng ông công ông táo để tạo thần xong thì cái tiền vàng đó cần phải được hóa đi để mang lại những điều tốt lành trong năm mới bắt đầu từ lễ cúng giao thừa đón năm mới thì các gia đình có thể sử dụng tiền thật để thắp hương lên ban thờ tổ tiên với quan niệm lòng thành là trên hết nên là các bạn không cần thiết phải đặt lên ban thờ những tờ tiền có mệnh giá lớn chỉ cần đặt lên ban thờ những đồng tiền có mệnh giá nhỏ hoặc là tiền mới đã là thể hiện cái tâm của mình rồi hai là các loại cây giả hoa giả à, thưa quý vị theo phong thủy ấy, thì các loại hoa giả nó mang tính âm vì chúng được làm từ những cái vật liệu có sẵn nên chúng không mang phong thủy tốt cho gia đình thông thường để trang trí cho cái căn nhà được đẹp và mong muốn nhiều cái năng lượng tươi mới ấy, thì cái việc sử dụng hoa tươi luôn là cái vấn đề được đặt lên hàng đầu bàn thờ là nơi linh thiêng thể hiện cái tấm lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên chính vì vậy cái việc đặt cái vật giả như là hoa giả bằng nhựa hoặc là quả bằng nhựa lên bàn thờ sẽ khiến cho không gian thờ cúng nó không được thông thoáng và không được thanh tịnh. Vì thế, các bạn hãy bày những loại hoa tươi, hoa thật trái cây thật lên bàn thờ và những cái dịp rằm mùng 1 ngày lễ Tết hoặc là ngày rỗ chạp vân vân. Để cho cái không khí nó được tươi mới, nó được thoang thoảng hương thơm của các loài hoa, quả vào những cái ngày lễ nhất định Lưu ý, các gia đình cũng không nên đặt các loại hoa héo, hoa khô. Các loại trái cây cũng nên tươi, căng mọng trên bàn thờ, vì cái loại hoa này sẽ mang cái phong thủy xấu, sẽ khiến cho gì những người trong gia đình gặp nhiều cái vận xui. Khi mà lựa chọn hoa quả bày đặt lên bàn thờ, các bạn nên chọn kỹ lưỡng từng bông, từng quả, không nên chọn những bông hoa đã nở quá to, mà chọn những cái bông hoa mới chớm nở thôi. Muốn hoa được tới lâu thì mọi người nên bỏ vào cái lọ hoa. Ấy một cái phiên B1 để có dinh dưỡng nuôi hoa. Khi bày hoa trên bàn thờ gia tiên thì không nên kết hợp quá nhiều loại hoa cùng một lúc vì sẽ giảm đi mất cái sự thanh tao khiến cho bàn thờ mất thẩm mỹ. Đồng thời tránh chọn những cái loại hoa có gai sắc nhọn vì nó chứa nhiều cái sát khí hoặc là những loại hoa quả có mùi quá là nồng. Đó. Thứ ba, tiền vàng mã và những cái cây cành vàng lá ngọc. Có lẽ điều này sẽ khiến cho nhiều người ngạc nhiên xong đúng là giấy tiền vàng vàng mã là cái thứ không được đặt lên ban thờ nhiều gia đình có thói quen đặt những thứ này lên ban thờ để mong được bề trên chứng giám và ban lộc cho mình à, tuy nhiên theo quan niệm về tâm linh ấy, thì cái việc để tiền vàng lên ban thờ thì chẳng những không thúc đẩy được cái tài vận mà còn khiến cho cái công việc làm ăn của gia chủ nó bị trì trệ gặp nhiều khó khăn ngáng trở khiến cho khó lòng có thể thành công được như ý tiền bạc đâu chẳng thấy về nhà thì ngược lại còn mất tiền, mất của và gì túng thiếu trăm bề. Tốt nhất là với vàng mã thì các bạn khi mà cúng xong thì nên hóa đi ngay. 4. Các loại quả có gai nhọn hoặc là đã chín nẫu. À, nhiều gia đình nghĩ rằng mùa nào thì thức đó, người nhà thích ăn các loại quả nào thì thắp hương các loại quả đó. Tuy nhiên, xin lưu ý với các bạn là gì? Không nên lựa chọn những cái quả có gai nhọn đặt lên bàn thờ, đặc biệt là ngày rằm và ngày mùng 1. Bởi theo quan niệm phong thủy á dùng những loại hoa quả có gai nhọn để thắp hương thì sẽ có thể làm ảnh hưởng đến gia đạo, cái sự bình an của gia đình cùng các thành viên. Bên cạnh đó, khi lựa chọn cái đồ cúng trong ngày rằm mùng 1 thì gia chủ cũng không nên lựa chọn các loại quả đã chín nẫu, nên chọn những loại quả vàng vừa đủ là tốt nhất. Bởi nếu mà đặt những loại hoa quả đã chín nẫu lên ban thờ thì sẽ thu hút ruồi nhặng bọ cũng như là gì chín nẫu sẽ có cái mùi hương nó ô uế làm nó mất cái sự thanh tịnh đi của cái không gian thờ cúng thứ năm chân hương vòng tuyệt đối không được tùy tiện cắm cái chân hương vòng vào bát hương trên bàn thờ. Bởi từ trước tới nay ấy, chỉ có ở nơi thờ tự như là đình đền miếu phủ chùa chiền thì mới cắm cái que sắt vào bát hương để thắp hương vòng. À theo các chuyên gia tâm linh thì các đồ kim loại như là lư đồng, chân nến, que sắt khi mà cắm vào bát hương hoặc là đặt trên bàn thờ thì không hề tốt cho cái sức khỏe của gia chủ. Do đó, nếu mà muốn thắp hương vòng thì tốt nhất các bạn nên mua một cái bát hương riêng hoặc đặt một cái đĩa là được. À, quý vị thân mến, bàn thờ gia tiên là nơi rất quan trọng, vô cùng linh thiêng, nên mọi cái lễ vật được bày trên bàn thờ phải được chú trọng hết sức. Ngoài ra, để thể hiện cái tấm lòng thành kính và cái mang cái phong thủy tốt cho cái bàn thờ gia tiên của mình, thì các bạn cũng nên thường xuyên lau dọn bàn thờ. À, thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái điều cấm kỵ trên bàn thờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo à, xin cảm ơn